Thế giới này không biết từ khi nào đã bị phân chia thành hai phần. Người ở thượng thành tắm nắng, giàu tài nguyên. Bệ hạ đến chơi đây nào. Còn hạ thành thì chìm trong bóng tối, sống trong nguy hiểm, ngay cả hít thở cũng là chuyện nguy hiểm. Vào ngày mồng 1 tháng 1 hàng năm, thượng thành sẽ chọn một người xuất sắc tại mỗi khu vực hạ thành. Vào thượng thành, đối với mọi người ở hạ thành, đây là vinh dự tối cao và cũng là cơ hội duy nhất để đổi đời. Truyền thuyết rằng thượng thành có nắng ấm áp, có dòng sông trong veo, có không khí trong lành. Thậm chí ngay cả chó ở thượng thành cũng có thức ăn sạch và dinh dưỡng. Chó ở thượng thành sao lại sống sung sướng hơn cả chúng ta? Trời ơi đi ơi, thằng Tôn Văn Huy này là ai vậy? Tại sao lại là nó chứ? Này Tiểu Thông, tại sao không phải là mày? Kỳ thi tuyển chọn tháng trước, mày đạt điểm tuyệt đối trong 9 môn thi, toàn điểm tối đa, không thể có ai đạt điểm cao hơn mày. Tại sao không phải là tao? Tao cũng muốn biết lý do tại sao. Anh Thông này, tôi nghe được, nghe nói thằng Tôn Văn Huy đó có 1/32 huyết thống người thượng thành. Thông à, mày không sao chứ? Không sao. Dù sao chúng ta cũng không có huyết thống với người thượng thành, không thể cạnh tranh được với họ. Ôi chao, chẳng lẽ bọn già ở trên kia không có não à? Bỏ qua mày, một tài năng toàn diện trong 9 môn thi, mà lại chọn một thằng lai 1/32 huyết thống. À không sao đâu anh Thông, năm nay không được thì năm sau vẫn còn. Dù gì anh mới 18 tuổi thôi, còn nhiều thời gian lắm, nhưng tao không tin đâu. Năm sau lại có thêm thằng con lai nào đó ra đấu với anh nữa đâu. Năng lực của anh rành ra đây rồi. Không, năm sau tôi sẽ không thi nữa. Mẹ tôi không thể đợi thêm một năm nữa. Tôi sẽ đi làm hành giả. Không khí ở khu vực dưới chứa một chất độc hại gọi là phệ độc. Hấp thụ phệ độc trong thời gian dài, cơ thể con người sẽ trở nên không ổn định như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ tan nát. Cơ thể mẹ đã tan nát rồi. Lý do Trương Thông tham gia kỳ thi lên thượng thành là nếu được chọn vào thượng thành, sẽ nhận được thuốc đặc trị miễn phí để trị phệ độc do thượng thành cung cấp. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không trúng tuyển. Người thượng thành à, dường như họ thích người cùng huyết thống với họ hơn. Cho dù chỉ 1/32 cũng được. Na ná tôi thực sự không cam tâm. Trong cả khu vực F32, chỉ có một mình tôi đạt điểm tuyệt đối qua 9 vòng thi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị lại. Tôi sẽ đi làm hành giả. Đây là cách duy nhất để kiếm tiền và mua thuốc đặc trị cho mẹ. Tôi biết làm hành giả có nghĩa là phải đi vào vùng hoang dã. Nơi đó rất nguy hiểm. Nói thật là tôi khá sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ không trở về nữa. Nếu tôi thực sự chết ở ngoài kia, thì mẹ phải làm sao đây? Nhưng nếu còn có cơ hội để mẹ hồi phục, thì đó cũng là một canh bạc thôi. Tôi cũng muốn thử xem sao. Kết quả kiểm tra huyết thống. Không phải huyết thống thượng thành, cũng không phải huyết thống hạ thành. Vậy tôi là gì? Với những nghi vấn to lớn, Trương Thông mang theo mẹ và món quà duy nhất mẹ tặng khi còn bé. Đó là một thanh kiếm cũ giống như một que đun lửa. Mũi kiếm màu đen, mùi rẻ tiền tràn trề. Mẹ, con đi đây. Chờ con về. Anh Thông, anh thực sự đi à? Anh nhờ hai đứa một việc. Thời gian này, các em trông nom mẹ dùm nhé. Trời, anh bị làm sao vậy? Cần gì phải khách khí với hai đứa tụi em thế? Hai đứa lạc loài từ nhỏ không có bố mẹ. Cô Phương đối xử với hai đứa tụi em như con đẻ, chẳng phải việc chăm sóc cô ấy là lẽ đương nhiên sao? Này Tiểu Thông, mày cứng đầu cứng cổ quá. Quyết định là của mày, không ai ngăn được đâu. Nhưng dù sao thì cũng vì cô Phương. Mày nhất định phải trở về nhé. Đằng này không cần lo. Tụi này nhất định sẽ chăm sóc cô ấy đàng hoàng. Không cần tiến nữa đâu.
Khi nào có tiền, thôi được rồi, đừng nhiều lời. Cút đi, nhớ phải. Sống sót trở về nhé, đó mới là quan trọng nhất. Được, đi đây. Tiểu tử, sự liều lĩnh là điều kiện tiên quyết của hành giả. Xem này. Này, đi làm thuê hay xin ăn? Làm thuê là giúp họ thực hiện nhiệm vụ. Coi như ông chủ ấy. Xin ăn là gia nhập họ kiếm sống. Xin ăn, kiểu cái loại có thể ăn no đó. Ôi trời, có kỹ năng gì đặc biệt thế? Lớn lối quá ha. Lâm Xuyên có đây không? Quen biết anh Xuyên không? Quen, nghe nói qua. Xin gia nhập đội của anh Xuyên à? Được không? Thằng nhóc này mới tới đã nói muốn no bụng rồi. Cái bụng khá lớn nhỉ. Tiểu huynh đệ, người như cậu chỉ cần tiền không màng tính mạng. Tôi gặp cả 180 người như thế mỗi năm. Nhưng đừng nói là no bụng, ngay cả sống sót cũng đã ít lắm rồi. Trời ơi, một tài năng trẻ đấy. Đạt điểm tuyệt đối trong 9 môn thi. Duy nhất tại khu vực F32. Khó trách có nhiều tự tin thế. Nhân tài à? Này Huỳnh, mấy năm trước cậu có tham gia kỳ thi đó không? Kết quả ra sao? Không môn nào đạt điểm. Xin nữa thì trượt cũng nên. Một thằng ngốc cùng khóa. Giờ hắn là đội phó của tao. Rồi sao nữa? Rồi không có gì nữa cả. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, việc có ăn no hay không không liên quan đến tấm giấy vô dụng này. Vậy nó liên quan đến cái gì? Cậu biết đọc chữ không? Tôi cần những con chó hoang sẵn sàng xé xác con mồi. Chứ không phải những chú thỏ trắng thành tích xuất sắc. Sao anh biết tôi là chú thỏ trắng? Nhiệm vụ của Dương Bắc Hải còn bao lâu nữa? 5 ngày. Nhóc, 5 ngày tới chúng ta sẽ ở lại đây. Nếu muốn gia nhập đội của tôi, thì rất đơn giản, trước khi chúng ta lên đường, hãy dùng thứ cậu mang theo lưng, làm hắn chảy máu. Lúc đó tôi sẽ nhận cậu. Sao cứ làm tôi làm đề tài thế? Hay cậu sợ bị thằng nhóc này làm bị thương à? Được rồi. Nhưng nếu đến lúc chúng tôi rời đi, mà cậu không thể làm hắn chảy máu, thì đừng bao giờ quay lại nữa. Nghề hành giả không phải dành cho cậu. Vậy là đã được quyết định rồi. Nếu lúc nãy cậu chém thẳng vào đầu tôi, xác suất thành công ít nhất là 30%. Từ lúc cậu chấp nhận đề nghị của anh Xuyên, cậu và tôi đã trở thành kẻ thù. Đối với kẻ thù mà còn dây dưa sao? Vậy anh cũng có thể giết tôi. Tại sao không giết? Cậu ta còn biết suy luận nữa cơ đấy. Được rồi, tài năng trẻ. Vậy cậu hãy dùng 5 ngày này để suy nghĩ xem tại sao tôi không giết cậu. Tôi có thể gợi ý cho cậu một lý do. Đó không phải là vì lòng nhân từ mà tôi không giết cậu đâu. Cậu ta bỏ cuộc rồi à? Ôi trời, có nick ngày nay. Chẳng ra dáng trai tráng gì cả. Nó sẽ quay lại đấy. Sao vậy anh Xuyên? Nếu nó quay lại, anh có nghĩ là sẽ nhận nó không? Sao mày nhìn ra vậy? Đâu ông anh có vấn đề gì không mà bắt nó đâm tôi chứ? Ăn no quá nên mới đần à? Ê thằng thỏ con kia, mày nói chuyện kiểu gì với anh thế hả? Da bọc xương rồi à? Mày nghĩ thằng nhóc đó có thành công không? Này anh, em còn thấy anh đang chọc em đấy. Chơi với đại bàng suốt đời, mà bị con gà con mới ra lồng gợm mắt à. Tao nghĩ chúng ta nên đánh cuộc gì đó. Lẽ nào anh Xuyên thực sự tin rằng thằng nhóc chỉ biết học đó có thể làm tổn thương tôi? Vậy cược tiền công cho nhiệm vụ tới của anh đi. Được, 5.000 đồng xô dơ. Để lại cho mày ít tiền ăn. Không phải anh Xuyên à, tại sao anh lại cho rằng tôi sẽ thua chứ? Bởi vì nó học giỏi hơn mày đấy. Bởi vì lời nói của Xuyên khiến Huỳnh phải đối đầu một cách nghiêm túc. Anh ta đã nâng mức cảnh giác lên, tương đương khi đối mặt kẻ thù mạnh. Tuy nhiên suốt một ngày trời, Trương Thông vẫn biệt tâm. Ngày hôm sau, Huỳnh vẫn dựng quầy hàng nhà chó hoang như mọi khi. Đồng thời cũng nhận ra ở góc tường cách đó khoảng 100 mét, thằng nhóc đang ngồi ăn và nhìn chằm chằm vào mình, nhưng không hành động gì. Thức ăn rẻ tiền nhất ở Hạ Thành chính là thịt chó diều, chua lét, hôi thối và khó nuốt. Hàm lượng phệ độc rất cao, ưu điểm duy nhất là rẻ và đỡ đói.
Miếng nhỏ trong tay Trương Thông chỉ cần ăn tiết kiệm là có thể no trong 3 ngày. Mày có ý gì vậy? Nhìn chằm chằm vào tao như thế có ý nghĩa gì? Tôi đang tìm cách để làm bị thương anh. Đã nghĩ ra cách rồi à? Rồi. Chuẩn bị hành động rồi à? Không. Ý gì vậy? Không có ý gì. Lâm Xuyên đã nói, tôi có 5 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ 3 thôi. Tôi không vội thì anh vội làm gì? Anh định đi rồi à? Sao? Mày định theo tao về nhà luôn à? Không, tôi chỉ muốn nói là đừng ngủ nhé. Tôi biết nhà anh ở đâu. Trời ơi, thằng nhóc này muốn làm trò gì vậy? Huỳnh có cảm giác như đấm vào bờm vậy. Sự thật là Trương Thông đã gây áp lực lên Huỳnh. Đêm đó Huỳnh thực sự không ngủ được. Sao hôm qua không tới vậy? Ngủ quên mất. Ban đầu định ngủ một lát rồi hành động vào nửa đêm, nhưng có lẽ quá mệt. Mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Bây giờ mà mày còn tâm trạng để ngủ luôn à? Đây đã là ngày thứ tư rồi mà. Tối mai tao phải rời khỏi khu vực này rồi. Và càng gần thời hạn, tao càng phải cẩn trọng hơn. Mày không hiểu nguyên tắc này à? Tôi hiểu, nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi. Tôi phải chờ thời cơ chín mùi nhất để hành động. Nếu không sẽ đưa cho anh cơ hội để đánh tôi à? Thằng nhóc này không ngu đâu nhỉ? Ta hiểu chiêu trò nhỏ của mày rồi. Mày đang muốn kiềm chế ta phải không? Chờ đến lúc tinh thần ta suy giảm rồi tấn công đột xuất, phải không? Thằng nhóc, mày đánh giá thấp hành giả quá đấy. Trong rừng núi hoang dã, chúng ta có thể liên tục không ngủ 6 đến 7 ngày mà không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Với trình độ của mày, cho dù nhắm mắt lại, tao cũng không cho mày có cơ hội. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên, tôi sẽ không xem thường anh. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Nhất định sẽ đi. Đệt mẹ thằng nhãi danh, tối qua sao không tới nữa? Chẳng lẽ mày định dùng chiêu này để làm tao phát khùng lên à? Không phải, lúc đầu Lâm Xuyên nói rằng nhất định phải dùng thanh kiếm đen của tôi làm anh bị thương. Mà làm anh phát khùng thì không đủ điều kiện đâu. Vậy thì xin lỗi nhé, nếu điều kiện là nhất thiết phải dùng kiếm của mày đâm chúng tao, thì mày không có cơ hội nào cả. Thanh kiếm cũ đó của mày đâu? Mày tới rồi à? Thằng nhóc dùng chiêu quá ngây thơ rồi. Cố tình giấu thanh kiếm cũ đó đi, rồi để tao quay lại, với ý định tấn công lén phải không? Đúng là trẻ con mà. Ngay cả chiêu thức cũng ngây thơ như vậy. Tao tưởng mày có chiêu gì đấy chứ. Này anh Xuyên, tôi đã vượt qua thử thách rồi đúng không? Cái gì vậy? Tôi biết mình không phải là đối thủ của anh. Lần tấn công úp úp lần trước, tôi tự nhận là đã nắm chắc cơ hội rồi. Nhưng anh vẫn dễ dàng giải quyết. Nếu như vậy, tôi sẽ phải nhờ người khác giúp đỡ. Đội Trảm Phong báo giá cho tôi 8.000 đồng xô dơ. Nhưng họ không thể đảm bảo sẽ không giết anh. Nhưng tôi nhất định sẽ gia nhập nhà chó hoang. Trước khi gia nhập, nếu tôi hung hăng giết phó đội trưởng, thì điều đó không có lợi cho sự đoàn kết. Sau đó thì sao? Toàn bộ tài sản của tôi cộng lại chỉ có 6.000 xô ra thôi. Những đêm qua, tôi làm công việc sàng lọc tại con đường Ân Huỳnh. Làm 4 đêm mới vất vả gom đủ số tiền này. Vậy nên bạn đã gom đủ tiền mà không tìm đội Trảm Phong, mà đi tìm anh Xuyên. Tôi nghĩ thay vì để người ngoài kiếm tiền, tại sao không để người trong nhà kiếm? Tôi nói với anh Xuyên rằng, nếu anh ấy không đồng ý, tôi sẽ đi tìm đội Trảm Phong. Chó con à, sau này cùng chúng tôi kiếm ăn nhé. Cảm ơn đội trưởng, sau này xin được chỉ bảo thêm. Anh Xuyên à, anh lại vì 8.000 xô dơ mà muốn giết tôi à? Làm sao có chuyện đó được? 8.000 xô ra làm sao tổn hại được tình cảm của chúng ta? Tôi biết rồi, cậu đánh cuộc và thua rồi. Còn 5.000 xô ra của tôi đây. 8.000 cộng 5.000 tổng cộng 13.000. Đấy tương đương với giá một nhiệm vụ rủi ro cấp 1. Em trai, hãy suy nghĩ kỹ càng xem. Nhận cú đâm này có đáng không? Thằng nhỏ này sâu sắc. Để đạt được mục đích có thể hy sinh tất cả. Người kiểu này có lẽ là viên ngọc tốt để trở thành hành giả. Chỉ cần được đánh bóng thêm. Về nghỉ ngơi đi, tối nay 7 giờ lên đường. Cậu không ngủ thì không mệt à? Ổn, trước đây khi ở học viện, không ngủ nửa tháng là chuyện thường. Tiểu tử à, để ta hỏi, sống không tốt sao? Tại sao lại nhất quyết làm hành giả? Nghề này phải ăn cơm bằng máu đấy, vì tiền. Một học viên xuất sắc như cậu ra từ học viện, dường như không nên đưa ra một câu trả lời thực dụng như vậy đấy. Tôi không có tham vọng lớn lao gì cả. Tôi chỉ muốn những người xung quanh tôi đều khỏe mạnh sống sót. Như vậy là đủ rồi. Mỗi người trở thành hành giả đều có câu chuyện riêng của mình và lý do buộc phải kiên trì. Cậu không phải là người đặc biệt. Ông trời sẽ không vì quyết tâm của cậu mà cảm động. Quái vật ngoài kia cũng không. Vì vậy, để hoàn thành mục đích của mình, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi hiểu rồi, đội trưởng. Đừng gọi tôi là đội trưởng. Chúng ta đều là những con chó hoang cùng nhau kiếm ăn. Cậu giống như Huỳnh. Gọi tôi là anh Xuyên đi. Vâng, anh Xuyên.
Giới thiệu một chút, Trường Thông, chó con mới tuyển của tôi. Mọi người đều là đàn anh. Nếu tôi làm sai điều gì, mong mọi người bao dung. Tôi cũng sẽ cố gắng không làm phiền mọi người. Anh Xuyên, chúng ta đi lúc nào? Đợi khi vệ đoàn Bắc Hải bảo vệ tới là đi. Lần này là nhiệm vụ rủi ro cấp 2. Tiền công 30.000 xô dơ. Vẫn quy tắc cũ, trước khi đi để lại tên và địa chỉ người nhà. Ai chết trong nhiệm vụ, người nhà sẽ được 5.000 xô dơ an ủi. Những ai sống sót, kể cả tôi, sẽ chia công bằng. Có vấn đề gì không? Nhiệm vụ rủi ro cấp 2 không phải đi đến F27 sao? Chúng ta đã đi đường này đi về vài chục lần rồi. Đâu có rủi ro cấp 2 đâu. Bắc Hải nói hàng lô này có giá trị cao, nên mới trả phí rủi ro cấp 2. Đó là cách báo với chúng ta rằng hàng này còn đáng giá hơn cả mạng sống của chúng ta. Đội trưởng Lâm lần này vất vả rồi. Lần này nhất định phải thành công, không được thất bại đâu đấy. Ở khu F32, tôi tin tưởng các người nhất. Đừng làm hỏng thanh danh của mình nhé. Tôi chỉ đảm bảo rằng, miễn là nhà chó hoang còn có chó con sống, thì nhất định sẽ đưa lô hàng này tới đích. Được rồi, có lời nói của anh, tôi yên tâm rồi. Chó con lên xe đi làm giàu nào. Dư Vạn, cuối cùng tôi đã đến. Cứu tôi với. Xin các người cứu tôi. Tôi trả 1.000 đồng xô dơ. Chó con, chào mừng đến địa ngục. Hai tử, cậu đang run rẩy kìa. Anh Xuyên không cứu hắn à? 1.000 đồng xô ra đấy. Anh Xuyên, có người cản đường kìa. Tôi là Lâm Xuyên, anh em nhà chó hoàng khu F32. Huynh đệ ý cậu là gì vậy? Trả phí xe, 5.000 xô dơ. Đi đâu? Bạn muốn đi đâu thì tôi đi đó, không đi vòng vo. Tại sao vậy? Cậu! Đề phòng tôi à? Cấp độ nào? Cấp độc hồn. Lên đây đi. Hiểu quy tắc chứ? Gặp nguy hiểm không xử lý được thì cậu là phá hôi. Hiểu rồi. Cái gọi là cấp độc hồn là gì vậy? Có chó. Mấy con? 5 đến 8 con. Xuống xe giết chúng đi. Cậu ở trên xe đi. Đây là đãi ngộ dành cho người mới của nhà chó hoang. Lần đầu gặp chiến đấu thì xem trước đã. Chà. Làm quen nhé, tôi tên là Trình Bính. Cậu là người mới phải không? Đội trưởng các cậu hình như không tin tưởng cậu lắm. Ý gì vậy? Không có ý gì đâu. Nếu không phải vì cảnh giác với cậu, với sức mạnh của đội các cậu, thì giết mấy con chó ưng này quả là không cần phải vất vả thế. Bạn hữu để tôi giới thiệu. Huynh này tên là Vương Dã. Không chỉ mũi thính, mà tai cũng rất nhạy cả. Chúng tôi cứu cậu là vì tiền đấy. Nếu tôi còn phát hiện cậu ra, nói lung tung với đàn em tôi, tôi sẽ đúng theo thỏa thuận, mang thi thể cậu tới đích. Rõ chưa? Hay tôi nói lại lần nữa? Không cần đâu. Tôi hứa sẽ giữ miệng. Cảm ơn sự hợp tác, khách hàng tiên sinh. Bọn họ có giới hạn. Họ đang che giấu sức mạnh gì vậy? Tiểu Phi, xuống giải quyết luôn đi. Không cần đợi tôi. Có ai muốn mua hạch tâm của Lôi Nhĩ Qua không? Nội bộ tiêu hóa 1.000. Tôi cần cái này, tay phải tôi đau quá rồi. Thứ này có thể giảm đau và cầm máu tốt. Anh không tính cái giá nội bộ tiêu thụ là 2.000 sao? Được rồi. Vương Dã có bao nhiêu con? Đệt mẹ có nhiều thế này à? Trên 10 con. Đệt có cách nào vòng qua không? Khó lắm. Dừng xe lại đi.
Đụng phải bọn trên 10 con chó ưng thì khó mà qua. Thử xem đã. Vi tử, trưởng tráng hỗ trợ Tiêu Phi cùng khách hàng giết một con trước. Vương Dã, lão đoàn và khách hàng kia. Các anh hỗ trợ hỏa lực. Anh Xuyên, còn tôi thì sao? Tôi đến đây để kiếm tiền chứ, không phải để du lịch. Lên! Mày nhảy cái quần què. Nhảy đi. Tiêu Phi ở sau. Cút. Lệnh thị đồ tể. Mùi máu tanh quá. Còn có linh thị đồ tể nữa. Nghĩa là gì vậy? Anh Xuyên có thể không? Dùng đi. Tiểu tử, những điều thấy hôm nay cất kỹ trong bụng đấy. Linh thị Hoàng Vũ. Chém, chỉ mất 3 giây để chém nát xác. Đây mới là hành giả. Cần nữa không? Lần này rẻ 2 cái. Tính cậu 3.000 đi. Được rồi, cho tôi. Đến khu F27, tôi sẽ bán trên chợ đen. Coi như giúp các anh giao hàng luôn. Khởi hành nào. Anh Xuyên, tôi biết rồi. Vừa rồi có ngầu không? Biết tại sao không? Tôi không muốn cậu thấy tôi dùng phép thuật linh thị phải không? Lúc ở học viện, tôi thu thập rất nhiều tài liệu về hành giả. Nhưng chưa bao giờ thấy mô tả về linh thị. Cũng chẳng nghe ai nhắc tới. Nên tôi đoán mạo hiểm rằng, linh thị là bí mật cốt lõi của hành giả. Cậu đoán đúng một nửa rồi. Không phải ngẫu nhiên mà cậu là học sinh xuất sắc. Vậy nửa còn lại thì sao? Phần còn lại à? Linh thị không chỉ là bí mật cốt lõi của hành giả, mà nó là bí mật cốt lõi của cả hạ thành. Anh Xuyên, anh. Tại sao? Tại sao cậu lại ở hạ thành? 5 ngày trước, kỳ tuyển chọn ở thượng thành. Tại sao cậu không được chọn? Đủ 9 môn điểm tuyệt đối cơ mà. Những vị quý tộc bậc cao ấy cũng cần những đầy tớ dung nhan đẹp để phục vụ. Và cậu với điều kiện này, chắc hẳn là đứa con cưng của họ rồi. Câu trả lời tiếp theo của cậu phải cẩn thận đấy. Suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời tôi. Trên chiếc xe này, mỗi người đều có quyền quyết định. Nếu chỉ một người không tin câu trả lời của cậu, thì cậu phải chết. Tiểu tử, ánh mắt cậu có vẻ giống hành giả đấy. Nhưng mà, nếu không thể đưa ra lý giải hợp lý, thì cậu vẫn phải chết. Anh Xuyên, anh nhận tôi vào nhà chó hoang là vì nghĩ tôi đến để thu thập thông tin phải không? Linh thị là bí mật cốt lõi của hạ thành. Các người không muốn cho quan lại cấp cao biết quá nhiều thông tin về linh thị nên đã bắt tôi với ý định giết tôi ở ngoài khu vực. Học sinh giỏi phản ứng nhanh đấy. Đồ ngu. Thằng nhỏ này điên rồi. Này anh Xuyên, thằng nhỏ này chửi anh đấy. Tao không điếc đâu. Chỉ vì tao học giỏi, thì mày nghi tao là gián điệp của Thượng Thành. Vậy ý của mày là, nhà chó hoang, chỉ nhận thành viên bị điểm kém thôi à? Này thằng nhóc con, nói năng lưu ý tí nào, đừng lôi thêm tao vào đấy mà chửi ai nữa. Mày chưa giải thích tại sao bị loại. Tại sao cơ? Vì thằng Tôn Văn Huy được chọn, có 1/32 huyết thống cao quý. Những năm qua, tôi không bao giờ dám lãng phí một giây. Vì từ 6 tuổi, tôi đã biết rằng, phệ độc trong người mẹ tôi rồi sẽ bùng phát. Tôi không muốn bà ấy ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà một ngày một tiểu tụy. Và cách duy nhất là vào Thượng Thành, lấy được thuốc đặc trị. Tôi có thể không ngủ được nửa tháng để luyện động tác. Bởi vì tôi biết rằng, chỉ cần động tác chuẩn, chỉ cần đạt điểm tuyệt đối, tôi mới có cơ hội vào Thượng Thành. Anh hỏi tại sao tôi không được chọn. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng cuối cùng lũ khốn Thượng Thành vẫn không chọn tôi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Lũ quý tộc Thương Thành này, chúng coi chúng ta như chuột rán. Nghĩ rằng chúng ta lên trên sẽ làm ông nhiễm chỗ của chúng. Dừng xe, tất cả xuống xe. Tôi vừa nói rồi, nếu trên xe có một người không tin lời cậu, thì cậu sẽ chết. Tôi đã tin, tôi cũng tin. Tốt, nếu mọi người đều chọn tin cậu. Vậy từ bây giờ, cậu sẽ là người thật sự của chúng tôi. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, lúc nãy trên xe tôi ngửi thấy mùi một con quỷ. Nếu không phải cậu, vậy sẽ là ai? Có thể nói cho tôi biết lúc nào tôi bị lộ không? Hai của cậu ấy,
Cậu nói sẽ đem bán ở chợ đen khu F27. Có vấn đề gì không? Ngay từ đầu, chúng tôi chưa từng đề cập đích đến là đâu. Nhưng cậu lại tự động nói ra khu F27. Điều này chứng tỏ cậu đã biết đích đến của chúng tôi từ trước. Nói nhiều thì sai sót thật. Huynh để ý gì khi nói nhận hàng? Này, có thể cho tôi một con đường sống không? Quy tắc anh hiểu mà. Tôi đã cứu mạng anh, nhưng anh lại muốn hãm hại tôi. Điều này không hợp lý chứ. Được rồi, không ngờ trông bề ngoài thô kịch thế. Nhưng suy nghĩ lại tinh tế vậy. Ây da, lỗi tại tôi quá sơ suất. Bây giờ các người quá đông. Lần sau chúng ta hãy đấu một trận đẹp đẽ. Linh thị đồ tể. Cậu nghĩ sẽ có lần sau à? Tôi chắc chắn không thể đánh lại các người. Nhưng chạy thì vẫn chạy được. Lão đoàn, khóa chặt hắn lại. Linh thị hỏa hoa. Linh thị địa hành. Lão tử nói ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi có nghe rõ không hay sao nữa? Linh thị sơn miêu. Phá thổ. Linh thị ảnh tử. Đây chính là chiến đấu của hành giả sao? Nói ai phái người đến đây? Cho ta một con đường sống, ta cũng chỉ làm việc này kiếm tiền thôi. Con đường sống chắc chắn là không có rồi. Người cũng ăn cái nghề này đấy. Phải biết làm việc cho tử tế, không thể thương xót kẻ thù. Ta đã nói, nhanh cho ta câu trả lời đi. Ta sẽ giết người nhanh chóng. Giao dịch công bằng, bởi vì mạng của ta cũng không còn nữa rồi. Tại sao ta phải nói cho người biết câu trả lời hả? Vì như vậy người sẽ ít đau khổ hơn. Ta nói. Ta là hành giả của khu F27. Ta không có đội nhóm. Đội chiến hùng của vùng ta tìm được ta tối qua. Bảo ta đợi các ngươi tại con đường phải đi qua này. Và len lỏi vào đội của các ngươi. Về phần tiếp theo phải làm gì, họ không nói. Các ngươi ở khu F27 thật có phép tắc riêng rồi. Đội chiến hùng này cũng thế. Ngày tốt lành gì mà không sống. Cứ phải chọc đến lũ chó điên như chúng ta. Vì thuật toán đề xuất YouTube, mọi người cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.